Hello, xin chào toàn thể anh em ơi. Anh em nào muốn mua máy bình điện này hay là máy cưa hay là máy cắt cỏ với cái giá xỉ không anh em? Giá mà cửa hàng người ta nhập vào ấy thì anh em hãy coi phiên video này của bên em nhé. Hôm nay anh em bán cho anh em nhá, những các sản phẩm máy của bên em hôm nay đây. Giá chỉ có từ 500k đổ lên thôi anh em nhá. Từ có hơn 500k đổ lên thôi. Hôm nay là đánh dấu ký tự là lô chữ T. Đấy, T. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 nhá. Có máy cắt cỏ này, máy cưa và bình xịt thuốc sâu. À và em đây là hàng máy mới 100% nha, chứ không phải hàng máy bãi đâu anh em. Anh em lưu ý hộ em nha. Nhưng mà hôm nay em bán cho anh em cái giá xỉ để cho anh em có nhu cầu muốn tìm một chiếc máy cưa hay là một chiếc máy cắt cỏ, máy mới tinh ấy, để về xài chuyên nghiệp. Đấy, xài đảm bảo thì anh em có thể tham khảo qua cái video này. Những cái giá này là giá ngoài cửa hàng người ta nhập vào đấy anh em, ngoài cửa hàng không ai bán cho anh em cái giá này đâu. Anh em hãy xem video này của bên em và anh em đặt anh em nhá. Đấy, em đánh dấu ký tự là chữ T này. Đây là T1 nhá, đây là T2, đây là T3. Nhiều anh em ấy, khi mà anh em mua máy của bên em thì anh em vui lòng bảo là anh muốn mua máy T mấy là được anh em nhá. Tránh tình trạng anh em mà đọc cái tên máy ra thì cả hai chúng em không biết là anh em muốn mua con máy gì cả. Đấy, như con này anh em không biết tên ấy thì anh em chỉ cần bảo là anh muốn mua con T4 chẳng hạn, hoặc là anh muốn mua con T5 chẳng hạn nhá. Đấy, thì em sẽ biết ngay là anh em muốn lấy con gì và đóng hàng gửi đi cho anh em cho nó dễ. Và bên em thì không bắt cọc cạch gì trước đâu, hàng tới anh em nhận hàng thanh toán của em nhá. Đầu tiên là cái bình điện này em bán cho anh em này, giá là giá xỉ luôn nhá. Anh em muốn mua máy giá xỉ thì hãy xem video này đi. Con này có 590k này, một cái bình điện 20 lít nhá. Bình này là bình xịn chất lượng luôn đấy ạ, bình công nghệ cao hàng chất lượng luôn nhá, bình công nghệ cao hàng chất lượng luôn này. Đấy, bình phun thuốc sâu rồi, công nghệ công suất lớn nhá. Đó, đây này, nó thiết kế cho anh em này là cái dạng mà có cái nắp ở đây này bỏ ra nhá. Đây là phần công tác cũng như là phần chỗ sạc này, sạc pin nhá. Còn bên này này, gạt ra cái là chỗ này là bình ắc quy này. Đấy, bình ắc quy là nằm ngay ở đây luôn nhá. Đấy, rất tiện lợi nhá, không cần phải tháo đít bình luôn. Đây, sử dụng là dây đeo này, hai dây đeo này rất là dày dặn và chất lượng nhá. Dây đeo là hàng chất chứ không phải là dây đeo hàng linh tinh đâu. Bên trong này của nó này, bên trong này của nó nhá. Cái bình điện này này. Đấy, cho này anh em về xịt thuốc sâu đi. Anh em xịt thuốc sâu xịt vườn rau đồ linh tinh ấy. Ngoài cửa hàng người ta đang bán 700-800k đấy. Này em bán có 590k này. Đây. Cần phun đồ linh tinh nhá, cần này là cần rút được luôn này. Rồi cục sạc này, rồi bếp xịt này, sách hướng dẫn này. Đó, phiếu bảo hành đầy đủ hết ở đây nhá. Đấy, phiếu bảo hành 3 tháng này. Cục sạc đầy đủ hết là nằm bên trong rồi nhá. 590k cho một chiếc máy bình xịt thuốc sâu này đây. Bình xịt thuốc sâu mà em đang bán có 590k là anh em biết thấy ok cho anh em. Đó, bật thử cho anh em nghe này. Đó. Anh em thấy không? Đấy. Nước lên ầm ầm luôn, kêu nhá luôn nha anh em nhá. Đậy nắp vào này, chống nước này, chống nước luôn nha. T1 590k. Đấy, một cái bình xịt thuốc sâu. Anh em cần thì múc ngay về mà xài nhá. Giá này là em bao ship luôn rồi nha. 590k em bao ship luôn rồi. Con T2 là một chiếc máy cưa mini. Một chiếc máy cưa mini này, con này thì nó nặng tầm khoảng 3kg thôi. Em đang bán có 1.250k em bao ship luôn. 1.520k em bao ship luôn. Lam con này sẽ dài 30cm cho anh em. Đó. Hàng Kamatsu nhá. Hàng này thì để cho anh em leo trèo trên cao cắt cành tỉa nhánh này. Anh em nào muốn chiếc máy cưa xích mini hạt rẻ để về cắt gia đình thì làm cũng hợp lý đấy con này đấy. Đấy, coi anh em là về cắt tỉa cây cảnh nữa. Thay bây giờ anh em mua một chiếc máy cưa xích điện ấy, nó yếu xìu à mà nó danh hỏng nữa. Làm một chiếc máy này xài rất là bền cho anh em nhá. Xài bền lắm, con này xài bền lắm, sửa chữa nó cũng dễ dàng nữa anh em. Giật test nổ cho anh em nghe qua nhá. Đấy. Kéo nhẹ cái nổ gỗ này. Ui, kéo như vậy này. Đó. Thấy không? Kéo. Đấy. Kéo có nó có núm bơm xăng phủ ở đây nên là lên xăng rất là nhanh. Đấy. Rồi, 1.250.000 cho con T2 này đây anh em. Anh em có thể lấy con này về mà xài cắt cành tỉa nhánh nhá. Cắt như đường kính khung gỗ khoảng tầm 20cm đổ lại nhá. Máy nổ vòng tua rất là khỏe luôn, xài con này rất là ngon. Giá này bằng giá cửa hàng nhập vào đấy anh em. Rồi. T3 này là một chiếc máy cưa, con này máy to thì con này là máy to nhá. Để khai thác đấy anh em. Con này thì để chuyên để khai thác. T3 con này em đang bán 1.500.000 rồi. Đấy. Lam con này sẽ dài 55cm cho anh em luôn, có tích hợp chụp giật trợ lực. Nòng của con này là 45mm, công suất của con này nó là 54cc anh em nhá. Đấy, ví dụ là con máy này thì nó nhỏ, anh em không thích, anh em muốn máy to để về khai thác thì anh em múc cho em cái con này nhá. Con này đến từ nhà thương hiệu Nakata. Đấy, sử dụng là lỗ bô ba cửa xả nhá.
lốc hợp kim nhôm luôn này anh em. Anh em về cắt khai thác ấy, mà cắt gia đình chơi chơi cắt ít ấy, thì múc cho con này cho nó hợp lý. Đấy, sử dụng hai ốc chân lam. Đó, bô đấy, phần bô cũng như là phần nòng nếp của nó này. Con này là 1,5 triệu nha, 1,5 triệu cho một chiếc máy cưa to để về khai thác. Để về khai thác nha anh em nhá. Con này thì về cắt hạ gốc cây. Bởi vì con này thì lam của nó là dài. Cân nặng con này tầm khoảng 6 kg đấy, hơn 6 kg nha anh em nhá. Hơn 6 kg đấy. Đó, rồi em nổ cho nghe này. Con này thì máy cưa to. Đấy, ok chưa? Nó tích hợp chủ giật trợ lực. Kéo nó nhẹ nhàng lắm. Đấy. Anh em chỉ việc kéo dứt khoát lên cái là nó sẽ nổ thôi anh em nhá. Cái này là cái cần le của nó này, công tác thì nó nằm ở đây. Chỗ này là đổ xăng pha nhớt và bên trên là đổ nhớt để nó hút ra, nó bôi trơn lam xích. Vậy thôi ạ. Và con này thì nó có hệ thống thắng xích khóa xích này. Đấy. Đây, đẩy xuống là thắng cái xích lại nhá. Bóp lên là cái xích nó sẽ chạy được. Đó, T3 giá 1,5 triệu nha. Vâng, và bây giờ qua 4 cái máy cắt cỏ này. 4 cái máy cắt cỏ. Đầu tiên con T4 là nòng 36 ly. Con T5 là nòng 40 ly. Em có ghi hết ở đây rồi nhá. Con T4 này nòng 36 ly. Con T5 là nòng 40 ly. Con T6 là nòng 41 ly. Và con T7 là nòng 44 ly luôn anh em nhá. Giá này là giá xỉ cho anh em. Nên là anh em có nhu cầu thì nhanh tay đặt hàng đi. Số lượng thì có hạn thôi anh em ạ. Rồi con T4 này em đang bán có 1,5 triệu thôi. Nòng con này là 36 ly nhá. Con này cân nặng tầm khoảng 5,5 kg. Đó, nòng 36 ly công suất là 33cc. Anh em nào am hiểu về dòng máy bãi ấy, thì con này công suất nó tương đương với các dòng máy như kiểu là G3K nhá. G3K của hàng Nhật bãi ấy, con này thì công suất nó tương đương như thế luôn. Và tương đương với máy là Mitsubishi TL33 đấy. Đấy, con này thì công suất nó tương đương là như thế. Mitsubishi TL33 là khỏe rồi anh em. Với lại là G3K là anh em thấy khỏe chưa? Đấy, con này thì công suất nó tương đương như thế. Nòng của con này nó bằng luôn với hai con đấy. Đều là 36 ly, công suất là đều 33cc. Và dòng này nhá, em đang bán cho anh em với cái giá xỉ ngoài cửa hàng. Người ta đang bán con này phải tầm khoảng hơn 2 củ là ít. Hơn 2 củ là ít nhá. Đây, tum là tum côn lớn này. Tum côn dày dặn này. Đó, phần cục máy với phần cần là có thể tháo rời ra nhau được. Đấy, để anh em chán, anh em tháo, chế cháo ra cái khác vẫn ok luôn nhá. Đây, phần cùm cần này, toàn là ốc to, hóa thị, ốc to luôn. Chắn cỏ là chắn cỏ to luôn nhá. Đầu bò là đầu bò chất lượng luôn anh em. Đấy, 1,5 củ, 1,5 triệu cho con máy T4 này anh em nhá. Bao ship cho anh em luôn. Bao ship luôn, chế zin 3 hốc xăng như ngửi nhá. Chế này nó tiết kiệm xăng cực kỳ luôn. Bây giờ, hiện tại bây giờ nó phiên bản đời mới rồi ấy. Phiên bản đời mới giờ nó làm theo kiểu là công nghệ xanh rồi. Tất cả các dòng máy mà nó giờ xuất khẩu ra thị trường ấy là nó đều phải là có chế độ tiết kiệm xăng để cho nó ấy, bảo vệ môi trường. Nên là bây giờ cái dòng máy mới bây giờ nó không có hao xăng như mấy cái máy đời ngày xưa đâu anh em. Nên là anh em cứ yên tâm, máy bây giờ nó làm tiết kiệm xăng lắm. Như con này nó về một ngày nó chỉ ăn tầm khoảng 2 lít xăng là anh em phát kịch kim rồi nha. Phát kịch kim một ngày phải tầm khoảng 2 lít xăng thôi. 1,5 triệu cho con T4 này đâu anh em. Đổ cho anh em nghe này. Đây. Anh em thấy nổ nghe ngon lành không? Con này nổ nghe rất là bốc luôn anh em. Về anh em xài gia đình nhá, cắt cỏ bờ ao, cắt cỏ bờ ruộng này. Hoặc là anh em là mua một cái ở khu vực rãnh đường nhiều ấy, nhưng mà anh em về khu vực mua cho phụ nữ người ta xài ấy, đeo con này cho nó nhẹ nhàng. Chứ bây giờ anh em đừng nên xài mấy cái con mà nòng 32 ly hay 34 ly nó yếu xìu, không xài được đâu anh em. Xài phải từ 36 ly đổ lên thì nó mới khỏe được, nếu mà anh em về phát rẫy nhá. Rồi qua con nòng T5 này. T5 là một chiếc máy nòng 40 ml. Hàng ngày thì nó là hàng Hukama, hàng ngày thì nó là hàng liên doanh, hàng copy với hàng Hu của Thụy Điển đó anh em, chứ không phải hàng chính hãng của Thụy Điển đâu anh em nhá. Nếu anh em lại lầm tưởng là không phải đâu, con này không phải chính hãng của Thụy Điển đâu. Con này em đang bán này, em đang bán giá xỉ cho anh em có 1,950,000. Anh em thấy rẻ chưa? Thấy đã rẻ chưa anh em? Ngoài cửa hàng đang bán con này phải tầm 3 triệu là ít. 3 triệu là ít, hôm nay em bán giá xỉ cho anh em luôn. Nòng của con này là 40 ml, công suất là 41cc nha. Đập phát cước ầm hộ em luôn. Con này đập phát cước thoải mái rồi anh em. Con này tiết kiệm xăng lắm. Dòng này bây giờ nó làm tiết kiệm xăng lắm. Đây, lọc gió là lọc gió 2 lớp này. Lọc gió là lọc gió 2 lớp giống y hệt một con máy Humana của Thụy Điển luôn anh em nhá. Đấy, chất lượng thì vẫn đảm bảo cho anh em. Về độ chất lượng của nó, đây, anh em nhìn thấy lọc gió này. Lọc gió 2 lớp này anh em nhìn không? Đó, đây này, trong ngoài lớp này. Anh em thấy đảm bảo ok cho anh em. Con này em đang bán có 1,950 thôi. 1,950 bên là bao ship luôn nhá. Bên là bao ship luôn. Đấy. Anh em cần thì anh em múc ngay về mà xài. Giá này thì ngoài cửa hàng không ai để cho anh em được cái giá này đâu, chỉ có bên em mới để cho anh em được cái giá này thôi đấy.
Đó, này ráp nó một tay vào hơi khó. Rồi em nổ cho nghe luôn này để cho nó đi video nó đỡ phải, nó đỡ chờ lâu nhá. Đó, không có leo vào cái đó. Anh em nghe tiếng máy xem là đã đủ khỏe cho anh em. Ngoài cửa hàng đang bán con này với giá tầm khoảng là 3 triệu, nhưng mà hôm nay em bán cho anh em với cái giá tầm khoảng là 1950 cho một chiếc máy này thôi. Con này em đang bán là có 1950 cho một chiếc máy này thôi. Anh em cần nhá thì nhanh tay múc đi về mà xài. Nhanh tay múc đi về mà xài anh em nhá. Không ai bán cho anh em cái giá này đâu. Chỉ có bên em mới bán cho anh em cái giá này đấy. Nên là anh em muốn mua máy giá xỉ nhá thì không còn lăn tăn chần chờ gì nữa đúng không? Làm một chiếc máy này nòng 40mm, công suất là 41cc để cho anh em về sử dụng. Đó, con này thì anh em về sử dụng. Con này máy nó cứ tốc độ vòng tua của máy nó y hệt một con máy Humana của Thụy Điển, không khác một tí gì. Nhưng mà con này thì kinh phí nó hạn hẹp hơn để cho anh em dễ dàng tiếp cận. Để cho anh em dễ dàng tiếp cận nhá. Côn là to này, tung côn vẫn là tung côn là giống y hệt một con hu luôn. Đấy, chân trống là chân trống sắt này. Chân trống là chân trống sắt luôn nhá, chứ không phải chân trống nhựa đâu. Đấy, anh em nhớ là con máy nó thiết kế chất lượng không? Chụp giật trợ lực đầy đủ nhá, chứ không phải là chụp giật cơ giống như ở máy ấy đâu. 1950 cho một con T5. Rồi qua con T6 này, anh em nòng 40mm vẫn chưa đủ. Con này nòng 41 ly. Con này một nòng 41 ly, con này 2,2 triệu nhá. Đấy, con này 2,2 triệu. Hàng này thì nó là cũng lấy ý tưởng thiết kế như một cái máy Humana như thế này thôi. Nhưng mà con này thì nó là nòng nó to hơn một tí. Nòng nó hơi chênh là 1 ly nòng. Đường kính chai bít tông của con này thì nó là 41, còn đường kính chai bít tông của con này là 40 thôi. Hai con chênh nhau 1 ly nòng nhá. Con này thì nó là hàng G543 này. Và con này thì nó là hàng 541. Đấy, con này 2,2 triệu một con. Đó, đây, quay tổng thể cây máy cho anh em xem này. Giá xỉ luôn nhá. Giá xỉ luôn anh em. Tay ga kiểu như thế này. Tay ga cải tiến rồi, bóp rất là nhẹ nhàng rồi nhá. Đây, phần máy này G543 này, con này 2,2 triệu nhá. Đấy, con này nòng 41 ly, con nòng 40mm anh em không thích ấy ạ. Anh em xài 40mm rồi anh em vẫn chưa ưng, xài lên 41 ly cho em. Bao đập cước ầm ầm luôn anh em nhá. Ôi, T6 2 củ 2. Anh em thấy ok chưa? Đây, quay tổng thể cây máy T6 cho anh em này. Máy cắt cỏ như những cái giá như thế này, em cam đoan luôn, anh em ra ngoài cửa hàng không ai để cho anh em được giá này đâu. Không ai để cho anh em được giá này đâu, chỉ có bên like chúng em hôm nay em mới bán cho anh em cái giá này. Cho anh em nhu cầu về sử dụng nhá. Cho anh em muốn một chiếc máy giá xỉ. Đấy, bây giờ ra ngoài cửa hàng người ta chém cho anh em đắt tầm khoảng 500 đến 1 củ là có. Nhưng mà hôm nay em bán cho anh em giá là giá xỉ cửa hàng nhập vào luôn. Rồi cuối cùng là một con siêu phẩm luôn, nòng 44 ly. Siêu to khổng lồ luôn anh em nhá. Con này thì siêu khủng long luôn rồi. Con này nó hàng Kaiper. Kaiper TJ53 này. Công suất là 2kW nhá, nòng 44 ly, công suất là 53cc luôn. Đấy, 2,7 triệu cho con này đây nhá, ngoài cửa hàng đang bán 3,5 triệu. Nhưng mà hôm nay em bán 2,7 triệu thôi. T7 nhá, con T7 này anh em mua thì lưu ý đọc cho em cái mã là T7. Tay ga là tay ga cải tiến thôi nha, bóp cả ngày không biết mỏi tay và có tăng giảm luôn này. Có tăng giảm luôn anh em nhá. Anh em thấy chất lượng chưa? Đấy, anh em nào muốn về đập phát cước ở mà về phát thuê phát mướn này. Con này về phát mấy ngày lấy lại được vốn. Phát mấy ngày lấy được vốn thôi. Đây là giá xỉ cửa hàng nhập vào đấy, 2,7 triệu nha. Bên em bao ship luôn. Anh em cần thì lấy ngay về mà xả. Đó, nổ nghe êm không? Êm không anh em? Anh em nghe tiếng ga gì đó này. Đấy, êm quá êm luôn, còn gì nữa. Đó. Ôi, phần cùm này như nó làm này. Anh em nhìn nó thiết kế phần cùm này, anh em thấy chắc chắn chưa? Quá chắc chắn luôn, còn gì nữa. Đấy. 2,7 củ cho con này nhá, nòng 44 ly nha. Con này là nòng 44 ly, hàng siêu khủng long rồi. Con này thì bây giờ nó cực trần rồi, phát thì nhằm khỏe thì phải khỏi về bàn nhá. Đây là những sản phẩm máy cắt cỏ và máy cưa xích cũng như là bình điện, hàng chất lượng và đã được kiểm tra chất lượng rồi, bên em hôm nay nhập về bán cho anh em với cái giá xỉ để cho anh em dễ dàng tiếp cận. Bây giờ anh em xem được cửa hàng chúng em rồi, xem được cái video này, anh em cảm thấy ưng muốn mua nhá thì liên hệ trực tiếp cho em đi. Em sẽ đóng hàng gửi đi ship tận nhà cho anh em. Nhận hàng anh em kiểm tra hàng đúng máy như trên video, anh em thanh toán hộ em.
cái giá này anh em yên tâm, ra ngoài cửa hàng không ai để cho anh em được cái giá này cả. Chỉ hôm nay bên em mới bán cho anh em với cái giá này anh em nhá. Vâng, xin chào toàn thể anh em. Anh em muốn mua máy gì thì múc ngay đi anh em nhá.